Dạ vâng, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà một trệt một lầu của chú anh chị, tọa lạc ở hai sạc đường Nguyễn Nhân Quá, quận 12 của chú anh chị, phường Tân Thới Hiệp. Thì căn nhà có diện tích là ngang 4 dài 10 của chú anh chị, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vê kép xe của chú anh chị ha. Và đây là không gian phía trước căn nhà của chú anh chị. Em đi dẫn khách xem nhà sẵn, em quay luôn để cô chú anh chị mình theo dõi. Lúc chiều cũng hơi trời tối, ánh sáng nó cũng không được tốt lắm, cô chú anh chị mình thông cảm ha. Thì đường vào nhà thì khoảng 2 mét đó cô chú anh chị, nhưng mà khoảng 10 mét thì mình ra đường Tân Thới Hiệp 29 đường thông nghe cô chú anh chị. 10 mét rồi mình ra đường Tân Thới Hiệp 29, mình rẽ trái là mình sẽ ra Nguyễn Nhân Quá, rẽ phải ra quốc lộ 1 ha. Đây là không gian căn nhà của chú anh chị ha. Căn nhà phía dưới thì có một cái phòng khách nha cô chú anh chị, dưới phòng khách và phòng bếp và một cái WC. Đây là toàn bộ khung cảnh của căn nhà. Cầu thang thì tay vịn bằng gỗ thanh trắng kính cường lực của chú anh chị, được lát đá bậc tam bậc cấp thì lát đá hoặc gương. Tường thì cũng được ốp lót gạch cao 1m2 của chú anh chị, cũng khá là sạch sẽ. Đây là không gian khu vực nấu ăn. Thì nói chung nhà này cũng xây dựng cũng khá là đơn giản của chú anh chị. Cửa là cửa sắt ha, rồi sơn tĩnh điện của chú anh chị ha. Tường thì của tổ cái cặp xe thì giá rất là cao, sạch sẽ. Đối diện thì có một cái nhà khu nhà người ta cũng bán giá là tầm khoảng 630 triệu một căn, nhỏ hơn của chú anh chị. Ở đây là không gian ở trên lầu của chú anh chị ha. Thì điện thì ở trên lầu sẽ có một cái cầu giao riêng của chú anh chị ha. Lầu có một cái cầu giao riêng. Trên này thì có hai cái phòng ngủ và hai cái WC của chú, có một cái WC của chú anh chị. Đây là không gian phòng ngủ, phía sau căn nhà. Trần được trần là trần mình làm thạch cao ha, cửa sắt của chú chị, trần cũng rất là cao nên là không gian nó rất là thoáng luôn ha. Đây không nhà vệ sinh, đây có lò vô và tắm hoa sen ha, tường ốp lát gạch cao 2 mét luôn, rất là sạch sẽ, cửa sắt của chú chị. Phía trước đây không gian phòng ngủ phía trước ha, không gian phòng ngủ phía trước có thêm một cửa sổ nên là nó rất là thoáng và thực ra là ánh sáng thu đủ ha của chú chị, đủ mình sinh hoạt rất là đầy đủ ánh sáng cho mình sinh hoạt vào ban ngày. Trần cũng làm thật cao ha. Cửa thì cửa sắt. Phía trước mình này có một cái ban công ha, một cái ban công để mình hóng mát này kia buổi sáng hay buổi chiều. Đối diện thì cũng có nhà cao tầng là cô chú chị. Khung vật xung quanh thì có nhà cao tầng ha. Đối diện thì kế bên này nó có người ta bán nhà, cũng nhà số chung của cô chú chị, nhưng mà diện tích nhỏ, khoảng 600 căn, 500, 600, 603 tùy căn. Thì hiện tại căn này cái diện tích của nó là 4 dài 10. Và cái cấu là hai phòng ngủ nghe cô chú anh chị. Thì hiện tại là chủ kêu là giá là 1.490.000.000 thương lượng ha. Thì mua nhà này thì nhà này pháp lý là đất đó là thổ cư, xây dựng trên đất thổ cư nghe cô chú anh chị. Có giấy phép xây dựng ha, nhưng mà mua mình không chứng vi bằng. Nhà số chung nghe cô chú anh chị. Chị nào quan tâm thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình 0898028417 để dẫn mình xem nhà. Cô chú anh chị mình theo dõi video, thông tin video thì cũng bao chút thời gian mình đăng ký kênh ủng hộ nghe cô chú anh chị, nhấn chuông hay nhận thông báo cập nhật sản phẩm khi có những cái sản phẩm tiếp theo. Và em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi thông tin. Xin hẹn và gặp lại ở một sản phẩm tiếp theo. Xin chào.